Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ hai ngày 23 tháng 11 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin ôm ba hiệp định lớn, Thủ tướng Phúc sẽ bắt đầu từ đâu. Hiệp định đối tác kinh tế toàn diện khu vực RCEP mà Việt Nam mới ký kết gia nhập vào hôm 15 tháng 11 năm 2020 tại Hà Nội là hiệp định thương mại tự do đa phương quy mô lớn thứ ba mà nước này tham gia sau các hiệp định như CPTPP và gần hơn là EVFTA với các đối tác khác. Một số nhà bình luận và quan sát viên chính trị Việt Nam và khu vực đã đặt vấn đề về việc quốc gia với hơn 95 triệu dân ở khu vực Đông Nam Á này sẽ làm điều phối ra sao và nên làm gì để tận dụng hiệu quả của hiệp định mới ký kết, giảm thiểu bất lợi khi Việt Nam cùng lúc có trong tay ba hiệp định khu vực và quốc tế quy mô lớn, bên cạnh nhiều hiệp định thương mại tự do khác đã ký kết từ trước đây. Đây là hình ảnh màn hình trực tiếp buổi lễ ký kết RCEP vào hôm 15 tháng 11 trong khuôn khổ hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 37 tại Hà Nội. Trao đổi với Đài Tiếng Nói BBC tại London vào hôm 19 tháng 11 từ Paris, nhà báo Võ Trung Dung, chủ biên trang mạng Châu Á-Thái Bình Dương bằng tiếng Pháp đã nói với Đài BBC như sau. Việt Nam ký hiệp định đối tác khu vực này cũng là một điều đúng thôi, bởi vì không thể đứng ở ngoài một thị trường như một thị trường quy mô lớn gần 30% giá trị chỉ số của thương mại toàn cầu. Bất cứ hiệp định nào về kinh tế như ở châu Âu hay với Trung Quốc, Nhật Bản hoặc là với Mỹ đều có một điểm về địa chính trị và ngoại giao trong đó, chứ không chỉ đơn thuần là về kinh tế. Việt Nam ký hiệp định này, theo cái nhìn của tôi, là một việc ký hiệp định đúng nhưng sau đó có tận dụng được nó để cho Việt Nam hay không, đó là câu chuyện khác, câu chuyện về chính sách. Vấn đề là Việt Nam ký hiệp định này giống như là một công ty mua một chiếc xe vận tải cực kỳ tốt để ngắm, để cho nó mục nát, dì xét, hay là dùng chiếc xe này để tạo ra công ăn việc làm và tạo ra doanh thu cho công ty. Cái đó là vấn đề khác. Ông Võ Trung Dung đã nêu quan điểm như vậy từ Paris, nước Pháp. Từ Hà Nội, Phó giáo sư Nguyễn Hoàng Ánh, người có nhiều thập niên nghiên cứu, giảng dạy về ngoại thương và theo dõi các hiệp định thương mại tự do FTA song phương và đa phương mà Việt Nam đã thực hiện với các quốc tế, khu vực, đã bình luận về việc Việt Nam có thể điều phối thế nào cho các hiệp định thương mại tự do đang có trong tay sau khi có thêm hiệp định RCEP. Ông nói, theo quan điểm của tôi, chuyện này cũng không hẳn là phải điều phối gì nhiều. Bởi vì nếu chúng ta dùng hình ảnh cái xe mà ông Võ Trung Dung đã nói, thì điều này giống như là từ Hà Nội bây giờ, tôi thấy rất nhiều tuyến xe, tôi có thể chọn lựa đi Hải Phòng hay tôi có thể chọn đi ra Sài Gòn hay gì đó. Đây là hình ảnh biểu đồ mô tả độ phủ của hiệp định RCEP so với các hiệp định thương mại lớn tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương, bao gồm hiệp định ASEAN và hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương CPTPP, bao gồm 11 nước sau khi Mỹ tuyên bố rút khỏi TPP vào năm 2017. Nhưng tôi chưa bao giờ nhìn thấy một xã hội nào lại đau buồn vì mình có nhiều sự lựa chọn. Tôi vẫn nhớ có một câu châm ngôn nói rất rõ rằng chất lượng cuộc sống không phụ thuộc vào sự giàu có, cũng không phụ thuộc vào tài nguyên hay cái gì cả, nhưng chất lượng cuộc sống phụ thuộc vào chỗ người ta có bao nhiêu sự lựa chọn và quyền lựa chọn của mình như thế nào. Vậy khi Việt Nam có rất nhiều hiệp định như vậy, thì điều ấy chứng tỏ là doanh nghiệp Việt Nam có nhiều sự lựa chọn và khi đó có nghĩa là chất lượng đời sống kinh doanh của chúng ta tăng lên. Và như vậy tôi sẽ lấy làm mừng thôi. Hôm trước tôi có nói chuyện với một cậu sinh viên của tôi. Bây giờ anh ấy là một giám đốc một doanh nghiệp tương đối lớn về xuất khẩu nông sản. Và khi tôi hỏi về những mối lo ngại về chuyện xuất khẩu nông sản sang Trung Quốc thì sẽ tăng cường sự lệ thuộc và sẽ làm cho doanh nghiệp Việt Nam yếu đi năng lực cạnh tranh. Nhưng vị giám đốc này trình bày với tôi là không thấy có gì đáng lo ngại cả, bởi vì nông sản Việt Nam có rất nhiều loại. Anh ấy lấy ví dụ rất thông thường là loại cây vải thì có thể có 3 tạ quả, thế nhưng châu Âu sẽ chỉ lấy khoảng 30 cân. Vậy 270 cân còn lại thì bán đi đâu, mà doanh nghiệp của anh ấy phải bán cho Trung Quốc. Thế cho nên tôi cảm thấy rằng bất cứ một quốc gia nào cũng sẽ mừng khi quốc gia của mình có nhiều sự lựa chọn. Điều quan trọng mà chúng tôi với tư cách là những người am hiểu về kinh doanh cũng như đã giảng dạy lâu năm, mong muốn là Việt Nam cần có sự truyền đạt những lợi ích cũng như những thử thách của từng hiệp định đến với từng doanh nghiệp của Việt Nam. Nhà bình luận Nguyễn Hoàng Ánh đã nói như vậy. Và cũng nên thận trọng xem xét lại toàn bộ chiến lược hội nhập ra sao. Đây là hình ảnh ông Thủ tướng Ấn Độ Modi đã từ chối tham gia vào hiệp định RCEP vì lo ngại hàng Trung Quốc tràn vào khiến nhập siêu từ Trung Quốc gia tăng.
Đầu tuần này, ngay sau khi Việt Nam vừa ký kết gia nhập RCEP, đặt vấn đề về việc Việt Nam cần lưu ý gì để điều phối tốt các hiệp định đa phương, song phương đã ký kết có trong tay. Kinh tế gia Phạm Chí Lan, nguyên Phó Chủ tịch Tổng Thư ký Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI, đã nói với đài BBC tại London như sau. Tôi nghĩ đây là một việc khá phức tạp, đòi hỏi những người lãnh đạo Việt Nam cần đặt lên bàn tất cả những hiệp định mà Việt Nam đã có, xem xét lại toàn bộ những cam kết mà Việt Nam đã làm, chứ không phải chỉ là tăng trưởng nóng trong từng giai đoạn, hoặc đạt được những chỉ số tăng trưởng về GDP, về xuất khẩu đơn thuần, mà để rồi rút cục như Việt Nam thời gian vừa qua hội nhập nhiều, nhưng lợi ích nói thực ra thì các nhà đầu tư trực tiếp nước ngoài được hưởng lợi nhiều hơn là Việt Nam. Và khi Việt Nam hội nhập như vừa qua, các thị trường mở cửa cho Việt Nam thì càng thấy rõ là xuất khẩu của khối FDI tăng lên càng ngày càng mạnh. Trước khi tham nhập WTO, tức là Tổ chức Thương mại Thế giới, thì FDI chiếm chưa đến 50% tổng kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam. Nhưng từ khi Việt Nam tham gia Tổ chức Thương mại Thế giới, thị phần của FDI trong xuất khẩu của Việt Nam tăng dần lên và những năm gần đây, họ đạt được những mức tăng trưởng khoảng 70%, thậm chí có năm là 72%. Như vậy là đẩy Việt Nam vào thế, vừa bị phụ thuộc vào FDI trong tăng trưởng, vừa để cho lợi ích của việc hội nhập của các doanh nghiệp Việt Nam rơi vào tay những doanh nghiệp lớn của bên ngoài, nhiều hơn là cho chính người dân trong nước tại Việt Nam. Và đấy chính là nghịch lý mà Việt Nam cần phải khắc phục, cho nên cần phải xem xét cẩn trọng các hiệp định thương mại tự do FTA mà Việt Nam đã có để xem cái nào mang lại lợi ích cho nội lực của Việt Nam, cho nền kinh tế nội bộ Việt Nam nhiều hơn, chứ không phải chỉ cho các doanh nghiệp nước ngoài ở Việt Nam, thì đó là điều rất quan trọng. Đây là hình ảnh lễ ký kết hiệp định EVFTA tại Hà Nội hôm 30 tháng 6 năm 2019. Tuy nhiên, hiệp định này mới được châu Âu phê chuẩn hôm 30 tháng 3 năm 2020. Và hơn nữa, đừng có theo cách thức như Việt Nam lâu nay, vẫn làm theo truyền thống là có cái gì mới thì rất háo hức và nhiều khi có phần nào sao lãng đi những cái cũ mà mình đã đạt được. Và thêm nữa là nhiều khi tham làm những việc gì dễ hơn, quan hệ với những thị trường nào mà họ dễ ký, dễ tính hơn một chút thì có thể lao vào làm mà không chịu nỗ lực để làm với những thị trường khó hơn. Nhưng mà qua đó sẽ giúp nâng mình lên, do đó tôi nghĩ Việt Nam cần phải làm nhiều việc lắm để tự điều chỉnh mình. Cũng từ New York, Hoa Kỳ, tiến sĩ Vũ Quang Việt, cựu Vụ trưởng Vụ Thống kê của Liên Hợp Quốc đã đưa ra một lưu ý của mình với Việt Nam sau khi nước này đã ký kết RCEP. Ông đã nói với hội luận vào hôm thứ Năm của đài BBC như sau. Hiệp định RCEP không đòi hỏi bất cứ cái gì về môi trường, về bảo vệ, lao động, nhiều vấn đề khác nữa, tức là làm gì cũng được, ngoại trừ những quy định của nhà nước mà các nước chỉ đòi hỏi mọi nước đều đối xử ngang nhau. Do đó, nếu Việt Nam muốn có một nền công nghiệp, một nền kinh tế phát triển ở mức cao, thì bản thân nhà nước Việt Nam phải có những quy định và những luật lệ nhằm những mục đích ấy và có những hệ thống để giúp thực thi những vấn đề đó. Còn hiện tại như bây giờ, nếu cứ để cho người ta tự do muốn làm gì thì làm để kiếm đồng tiền, thì dĩ nhiên là xã hội chỉ có con đường là đi xuống thôi, và xã hội Việt Nam trong cả giai đoạn dài vừa rồi như vậy. Đây là hình ảnh một xưởng sản xuất khẩu trang y tế sang châu Âu trong đợt dịch cúm Vũ Hán bùng phát vừa qua. RCEP gần như là đồng ý với những điều như vậy và không có đòi hỏi gì cả. Vấn đề chính ở Việt Nam, bản thân chính phủ phải có những quy định đòi hỏi để nâng cao bảo vệ lao động, bảo vệ môi trường, nâng cao bảo vệ cái này, cái kia và cấm hạn chế những vấn đề gì mà không có lợi ích gì cả. Thì đó là vấn đề của các nhà làm luật, làm chính sách của Việt Nam. Và câu hỏi được đặt ra là ký vì thành tích hay cần chuẩn bị xong thực chất thì hơn. Phó giáo sư Phạm Quý Thọ, nguyên chủ nhiệm khoa chính sách công, Học viện Chính sách Phát triển thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam đã đưa ra bình luận với đài BBC như sau. Tôi thấy trong tình hình mới này có vô số việc cần phải làm. Ngay trong điều kiện đại dịch viêm phổi Vũ Hán như thế này, rất nhiều nước gián đoạn nguồn cung, xuất khẩu bị giảm, nhưng Việt Nam vẫn tăng trưởng, xuất khẩu vẫn khá mạnh. Đó là một ưu điểm. Nhưng bên cạnh đó, phải nhớ rằng trong mức tăng trưởng này, vai trò của các doanh nghiệp một phần thôi. Phần lớn vừa qua là có các xúc tiến của nhà nước, có nghĩa là quản lý của nhà nước đã đóng một vai trò khá tích cực và tới đặt trong ngoặc kép. Tức là nhà nước đã phải hết sức nỗ lực để đạt được việc đó, chứ còn năng lực doanh nghiệp còn rất yếu. Bản thân mình mà không có năng lực thì xuất sang các nước khác, các thị trường khác như thế nào cho được? Thí dụ như nông nghiệp, doanh nghiệp mà thiếu nhà nước hỗ trợ thì rất khó có thể xuất khẩu nổi, bởi vì năng lực của nhiều doanh nghiệp không có.
Đây là hình ảnh sản lượng xuất khẩu gạo của Việt Nam sang châu Phi tiếp tục tăng, tuy nhiên giá trị quy ra ngoại tệ không cao vì gạo là loại nông sản thô. Đấy là nói về lĩnh vực mà Việt Nam có thế mạnh, ví dụ xuất hoa quả qua các hợp tác xã vân vân thì thực ra cũng không ăn thua, không được nhiều. Thế thì ở đây tôi muốn nói rằng trong việc ký kết Hiệp định RCEP này, sự chuẩn bị của nhà nước sẽ tới lúc phải chuyển hướng để làm những việc khác, người ta sẽ có những điều chỉnh, sẽ có những thứ khác. Nhưng liệu Việt Nam có thể làm nổi những thứ ấy không? Và tất cả đều trong cùng một lúc như thế. Thế rồi một câu hỏi nữa là chuyển hướng xuất khẩu sang các thị trường như thế nào? Còn có việc chạy loanh quanh của các doanh nghiệp trong nội khối RCEP hay là từ RCEP với những hiệp định mà Việt Nam đã ký kết sẽ ra sao? Thì câu trả lời tức là về năng lực của Việt Nam như hiện nay, tôi nghĩ là sẽ phải chuẩn bị rất là nhiều, kể cả doanh nghiệp, kể cả nhà nước cũng như các cá nhân để xem xét có thể tồn tại, phát triển được và có thể hòa nhập, ổn định được hay không. Còn về hình thức, anh ký với 15, 20 hay 30 nước chỉ là hình thức thôi, đây chỉ là phấn khởi về mặt tinh thần thôi. Còn tôi cảm nhận được sự chuẩn bị về thực lực, nội lực, chiều sâu là chưa có. Như với Hiệp định Thương mại EVFTA, phía châu Âu người ta đã chuẩn bị từ bao nhiêu lâu nay rồi cho các doanh nghiệp của họ. Nhưng phía Việt Nam thì các doanh nghiệp đó có nắm biết được nhiều gì đâu để mà thực hiện và làm ăn, mặc dù đã có hiệu lực rồi. Vậy mà giờ với RCEP mà vội vàng ký như thế này thì rất khó. Khó mà tính toán và chuẩn bị được hết để đối phó với những vấn đề rích rắc, phức tạp, nội khối cũng như ngoại khối. Rồi quan niệm, xử thế của Việt Nam trong khối này với từng nước trong khối, chưa kể là các quan hệ tương tác với các khối khác. Tóm lại, tức là khi anh ký rất nhiều hiệp định, anh phải có một sự tính toán rất nhiều, chứ không phải ký để vì thành tích, theo tôi. Phó giáo sư Phạm Quý Thọ đã nói như vậy từ Hà Nội. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .de ngày hôm nay thứ Hai ngày 23 tháng 11 năm 2020 với bản tin Ôm ba hiệp định lớn, Thủ tướng Phúc sẽ bắt đầu từ đâu. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .de.